Xin chào anh em đã quay trở lại với Boss Game. Trong một tựa game sẽ luôn tồn tại hai thế giới là chính nghĩa và phe phản diện. Thông thường các game sẽ cho các bạn nhập vai vào các nhân vật tốt, anh hùng hay những nhân vật đại diện cho công lý. Thế nhưng vẫn có một số tựa game muốn cho bạn được tùy ý lựa chọn. Một là trở thành nhân vật diệt trừ cái ác, hoặc là trở thành một kẻ đồ sát đầy mưu mô và xảo quyệt. Và hẳn điều này sẽ giúp anh em có thêm những trải nghiệm rất thú vị. Vậy nên trong video ngày hôm nay, Boss Game sẽ giới thiệu top 10 tựa game cho phép anh em vào vai nhân vật phản diện nhé. Và trước khi bắt đầu xem video, anh em nhớ bấm vào nút like và đăng ký kênh để boost thêm động lực cho Boss Game nha. Còn bây giờ thì let's go to now. Ở vị trí thứ 10 trong danh sách này là Detroit Become Human. Tựa game này được phát triển bởi Quantic Dream và được phát hành vào năm 2018 trên cả hai nền tảng là PS4 và PC. Detroit Become Human được lấy bối cảnh tại thành phố Detroit, nước Mỹ trong tương lai, khi mà xã hội loài người đã phát triển vượt bậc với sự xuất hiện của các người máy trí tuệ nhân tạo được gọi là Android. Tuy nhiên, ở thế giới này, Android chỉ được xem là các nô lệ phục vụ cho con người với nhiều mục đích khác nhau. Nhưng vì thế, một bộ phận của chúng đã đứng lên và thành lập lực lượng đối lập với chính quyền nhằm giành lại quyền tự do cho bản thân. Trong game, chúng ta sẽ nhập vai vào ba Android. Connor thuộc đội cảnh sát Cyberlife, Marcus là một quản gia của gia đình họa sĩ và Kara một Android giúp việc. Vì đây là một trò chơi thể loại giải đố, phiêu lưu nên tùy vào các quyết định và hành động của chúng ta sẽ dẫn đến việc nhân vật của bạn sẽ trở thành anh hùng chính nghĩa hay là một kẻ phản diện. Trong game, khi bạn điều khiển Connor, bạn hoàn toàn có thể vào vai ác, chống lại đồng loại người máy của mình bằng cách đưa ra những quyết định bất lợi cho cộng đồng Android và từ đó trở thành kẻ sát nhân công nghệ cho các mệnh lệnh của con người, hoặc sẽ trở thành một người đứng đầu các Android, đứng lên giành lấy sự tự do cho đồng bào của mình bằng những quyết định có lợi cho họ. Đây là trò chơi được các nhà phê bình cùng game thủ đánh giá về mặt cốt truyện với những cú plot twist không thể ngờ tới. Các bạn nghĩ sao về con game này? Hãy để lại bên dưới phần bình luận cho chúng mình biết với nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vị trí thứ 9 ngay thôi nào. Ở vị trí thứ 9 là một tựa game AAA được phát triển bởi CD Projekt Red, từng làm mưa làm gió trên các kệ hàng game năm 2015 và trở thành tựa game hay nhất năm đó, đó chính là The Witcher 3 Wild Hunt. The Witcher 3 kể về gã sói trắng Geralt và cuộc hành trình đi tìm con gái Ciri, tiêu diệt Wild Hunt. Ở phần đặc biệt của Hearts of Stone, chúng ta sẽ có một cơ hội để đóng vai một kẻ phản diện đích thực hay vẫn sẽ tiếp tục là một vị anh hùng của lẽ phải. Trong phần phụ bản này, Geralt và Orcheus sẽ thực hiện giao kèo với tên ác quỷ Gelter Ordim. Anh ta sẽ phải tìm cách trả nợ cho Orcheus, kẻ đã có một bản giao kèo về sự bất tử với Gelter trước đó. Ở đoạn cuối game, chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn. Một là trở thành kẻ máu lạnh giết chết Orcheus để lấy linh hồn của hắn cho Gelter và có một cuộc sống giàu sang cùng với Ciri. Ở diễn biến khác, nếu chúng ta lựa chọn đứng về cùng phe với Orcheus và tiêu diệt Gelter, anh em sẽ có được một ending tâm tình bằng rượu với anh ta và được trả công bằng một thanh gươm và ít vàng. Nó cũng hay đấy, nhưng suy cho cùng vẫn không bằng một cuộc sống giàu sang khi chúng ta về phe của quỷ nhỉ. Quả thật, về gameplay thì Witcher 3 không thể chê vào đâu được. Thế nhưng cuộc đổi gió này có thể sẽ là một trải nghiệm mới lạ phải không anh em? Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vị trí thứ 8 nhé! Ở vị trí thứ 8 của chúng ta cũng là một ứng cử viên cho danh hiệu game của năm và cũng là một dòng game show có lối chơi khá biến ảo, đó chính là Elden Ring, một tựa game không còn quá xa lạ với các game thủ của chúng ta do sức hút mà nó mang lại trong suốt 7 tháng qua. Elden Ring có chiều sâu cốt truyện rất hay khi kể về một kẻ bị lưu đày ở vùng đất The Land Between. Anh ta cố gắng tìm cách quay trở lại quê hương của mình để thu thập đủ các Elden Ring và trở thành một Elden Lord theo như một lời sấm truyền đã dự báo từ trước. Tuy nhiên, không phải lúc nào nhân vật chính của chúng ta cũng sẽ là một người hoàn toàn trong sáng cả. Ở nhiệm vụ tại khu vực Volcano Manor, nhân vật chính sẽ nhận được những nhiệm vụ truy sát những kẻ lưu đày giống mình để giành lấy những phần thưởng đá quý. Đây là một trong những nhiệm vụ nhỏ khiến người chơi phải bối rối khi phải vào vai một nhân vật phản diện để tước đi cơ hội của những người khác. Có thể nói, Elden Ring không chỉ mang lại sự hào hứng từ những tình huống giao tranh, mà nó còn cho chúng ta những trải nghiệm về những vai trò giữa thiện và ác. Có thể nói đó là một trong những điểm thú vị của Elden Ring phải không anh em? Chưa hết đâu, vì trong danh sách hôm nay sẽ còn nhiều những tựa game còn quái đản hơn nhiều. Ở vị trí thứ 7 sẽ là một con game lạ mà quen với anh em đấy. Ở vị trí thứ 7 là một sự lựa chọn bất ngờ dành cho các anh em, đó chính là Star Wars The Force Unleashed.
Tựa game được phát hành bởi LucasArts, được phát hành lần đầu tiên vào năm 2008 và đến tận 14 năm sau mới được góp mặt trên Nintendo Switch. Với các anh em là fan của series phim Cuộc chiến giữa các vì sao thì không quá xa lạ với cuộc chiến giữa các thế lực trong một giải thiên hà, với đại diện phe chính nghĩa là nền Cộng hòa và phe đối địch là những kẻ phản bội với đại diện là Darth Vader. Nếu như trong các phần game khác của Star Wars, chúng ta sẽ vào vai các Jedi để bảo vệ thiên hà, thì ở phần game, nhân vật chính sẽ là Starkiller, một đệ tử của Darth Vader. Sau khi hoàn thành gần hết các nhiệm vụ trong trò chơi, chúng ta sẽ được hai sự lựa chọn. Một là về phe chính nghĩa khi các anh em đánh bại Emperor và hy sinh bản thân để che chở cho những người xung quanh, giúp họ trốn thoát khỏi những tia thần lực từ anh ta. Còn nếu các anh em lựa chọn phe ác, Starkiller sẽ giết chết hết Darth Vader và Emperor, sau đó trở thành thủ lĩnh mới của phe nổi loạn. Có thể nói đây là một trong những phần game mang tính bước ngoặt của franchise Star Wars khi cho phép đóng vai kẻ thù ác với hai sự lựa chọn. Một là hoàn lương, hai là đã ác nay còn thâm hiểm hơn. Quả thật là một trải nghiệm thú vị ở phe đối lập phải không anh em? Đó là vị trí thứ 7, còn ở vị trí tiếp theo thì sao nhỉ? Mời anh em xem tiếp nha! Ở vị trí thứ 6 của chúng ta có Assassin's Creed Rogue, một trong những phần game đột phá mà Ubisoft mang lại cho người hâm mộ với phần cốt truyện ngỡ ngàng đến mức không tưởng. Đối với những ai yêu mến dòng game này thì chắc hẳn không còn xa lạ với các cuộc chiến giữa Templar với hội sát thủ có lịch sử từ thời cổ đại. Từ các dòng game Assassin's Creed đầu tiên cho đến trước Assassin's Creed Rogue, anh em sẽ luôn được vào vai một sát thủ nổi tiếng trong từng giai đoạn phát triển của thế giới. Trong phần game này, anh em sẽ nhập vai vào Sai Komak, một trong những binh lính mới của hội Assassin. Trong một lần thu hồi một mảnh táo địa đàng, anh đã vô tình tạo nên một trận động đất tại Lisbon và khiến cho rất nhiều người vô tội thiệt mạng. Nhận thấy những việc làm của hội Assassin đang có những chuyển biến mờ ám, anh quyết định thực hiện một cuộc đào tẩu và gia nhập vào hội Templar. Mặc dù game không mang yếu tố chọn lựa phe phái, thế nhưng phần rẽ hướng của cốt truyện trong Assassin's Creed Rogue đã giúp cho vũ trụ này có thêm nhiều mảng miếng khai thác về hai thế lực đối lập trong trò chơi. Anh em có công nhận rằng Ubisoft đã có một pha bẻ lái tuyệt đỉnh phải không nào? Tuy nhiên nó mới chỉ là một drama nhỏ trong danh sách này thôi. Bây giờ những kẻ giữa lằn ranh đỉnh cao trong danh sách này sẽ bắt đầu lộ diện đây. Hãy cùng Boss Game đến với vị trí thứ 5 nào! Ở vị trí thứ 5 trong danh sách của video này chính là phần game thứ 5 của dòng game The Elder Scrolls có tên là Skyrim. Trò chơi được phát triển bởi Bethesda Game Studio và phát hành vào tháng 11 năm 2021. Đây là một trong những tựa game AAA kinh điển nhất mọi thời đại, từ cốt truyện đến những phân cảnh hành động. Ở cốt truyện chính, chúng ta sẽ đóng vai một tên tù binh của xứ Skyrim và lên đường chống lại quân phiến binh và tiêu diệt rồng hủy diệt Arduin. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong một số nhiệm vụ của trò chơi bắt chúng ta phải ám sát những người vô tội để đổi lấy tiền thưởng cao hoặc những vũ khí xịn sò. Tất nhiên nếu bạn không đồng ý thì cùng lắm là trắng tay thôi. Chính vì thế đôi lúc trở thành một kẻ xấu tàn nhẫn có thể giúp bạn tiến gần đến thành công hơn là một nhân vật chính trực. Các anh em nghĩ như thế nào về các nhiệm vụ quái gở này trong Skyrim nhỉ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một tựa game cũng rất quen thuộc với anh em đó nha. Ở top 4 trong danh sách của chúng ta chính là Fable, một tựa game khá lâu đời khi được sản xuất và phát hành vào năm 2004. Và 10 năm sau, một bản remaster xuất hiện và làm khuấy đảo thị trường game trong một thời gian. Đây là một tựa game RPG có thể giúp người chơi thỏa mãn lựa chọn và sắp đặt những binh lực theo ý thích của bản thân để nhanh chóng phá đảo trò chơi. Ngoài ra, các anh em sẽ còn được tự do quyết định tính cách của nhân vật, từ đó sẽ dẫn đến những cái kết khác nhau trong trò chơi. Nếu các anh em là một nhân vật tốt, chúng ta sẽ cùng với các quân đồng minh hợp lực để giành chiến thắng. Ở một chiều hướng khác, các bạn hoàn toàn có thể quay xe và trở thành một tên độc tài khi hy sinh toàn bộ quân đồng minh trong một nốt nhạc. Ở gần khu vực Darkwood, chúng ta sẽ tìm thấy một hang ổ của phù thủy. Tại đây, chúng ta sẽ hiến tế toàn bộ những đồng minh để lấy được cây cung Scornbound với sát thương kinh khủng. Chính vì hành động man rợ này nên chúng mình đã xếp tựa game này nằm trong top 4. Đúng là một lần làm anh em thì lần sau có khi là vãi cả anh em. Top 4 đã có mùi kinh dị như vậy rồi thì không biết top 3 là gì nhỉ, nên mời anh em xem tiếp nhé. Ở vị trí thứ 3 là Infamous,
tựa game được phát triển bởi Sucker Punch Production. Đây được xem là đỉnh cao của thiện và ác chỉ cách nhau một chút mà thôi. Cốt truyện của Infamous xoay quanh một người đưa thư. Có lẽ Margaret vô tình có được siêu năng lực sau một vụ nổ từ trong gói bưu kiện của mình. Trong game, tùy vào mục đích chọn phe mà nhiệm vụ của chúng ta sẽ khác đi. Thông thường, một trò chơi tạo cho bạn hai hướng chọn phe thiện và ác sẽ có những đoạn phim ngắn và một câu hỏi chọn lựa cho bạn đưa ra quyết định về bản ngã của mình. Thế nhưng Infamous lại khác, việc bạn theo phe nào sẽ được quyết định bởi một chỉ số gọi là karma. Điểm karma càng cao, bạn sẽ trở thành một anh hùng trong mắt xã hội, và ngược lại, điểm karma càng thấp, bạn sẽ trở thành một tên phản diện nguy hiểm nhất thế giới. Infamous đã nói lên chính xác việc xây dựng hình ảnh một siêu anh hùng không vết xước sẽ khó khăn như thế nào, trong khi đó để trở thành một kẻ phản diện, bạn chỉ cần đập phá và thế là xong. Mặc dù là môn siêu anh hùng khá nhàm chán vì các quy chuẩn của nó, thế nhưng để đóng vai một kẻ ác thì cũng khá là thú vị phải không anh em? Vậy nếu ở vị trí thứ 3, Infamous đã thú vị như thế này rồi, thì top 2 của chúng ta sẽ có một tựa game còn đã cái nư hơn đấy. Ở vị trí thứ 2 là Vampire, được phát triển bởi sự hợp tác của Saber Interactive và Dreadnought, được phát hành vào năm 2018. Đây được xem là một tựa game có sức hút không nhỏ đối với những người yêu thích tiểu thuyết về bá tước Dracula. Cốt truyện game kể về một người lính tên là Jonathan Reed. Sau khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở trong một cái hố chôn tập thể cùng những người đồng đội. Bỗng dưng, anh lên cơn thèm mùi của máu và tấn công họ nhằm uống những dòng máu để duy trì mạng sống của mình và tìm cách hóa giải căn bệnh này. Game được lấy bối cảnh từ đại dịch cúm Tây Ban Nha ở thế kỷ thứ 20 đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Chính vì thế, sự loạn lạc trong xã hội là chủ đề mà nhà phát triển game nhắm tới. Một chi tiết thú vị của trò chơi này cũng chính là quyết định rằng bạn là người phe chính nghĩa hoặc là một kẻ độc ác như những con người ở thời điểm đó phải tranh giành từng miếng ăn với nhau. Đó chính là việc bạn có buông thả cơ thể bản thân để uống máu những người vô tội để thăng cấp nhanh hơn, hay bạn quyết định sẽ ăn chay, chiến đấu với các thế lực xấu xa ở level nhân vật cực thấp. Mặc dù chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến độ khó của trò chơi này. Để trở thành một kẻ xấu và mạnh mẽ sẽ giúp anh em có thêm những trải nghiệm thú vị về bộ combo của Macaron phải không nào? Thế nhưng còn một kẻ mạnh hơn ở top 1 đang chờ anh em đấy. Hãy đến xem hắn là ai nhé! Đối với các anh em thế hệ 8X9X thì không thể nào quên được con game từng được xem là phải có trong các tiệm net. Đó chính là Prototype. Trò chơi được phát hành vào năm 2009 và được phát triển bởi Radical Entertainment. Cốt truyện của Prototype kể về nhân vật tên là Alex, người đã sống sót sau một thảm họa hạt nhân tại nhà máy Gentech. Vì là người duy nhất còn sống sót nên chính phủ Hoa Kỳ mong muốn bắt được anh về để phục vụ cho các dự án thí nghiệm sau đó. Và dĩ nhiên là Alex không đồng ý và trốn chạy khỏi sự truy bắt của bọn họ, đồng thời đi tìm lại ký ức của bản thân. Alex là người có sức mạnh siêu phàm khi anh có thể sử dụng sức mạnh của mình để ăn thịt các đặc nhiệm Shell và biến đổi thành họ, hay dùng người vô tội làm lá chắn cho bản thân. Nếu là một người chọn phe thiện, bạn sẽ không làm cho các đặc nhiệm và người dân vô tội bị thương hoặc bị bạn giết chết. Nhưng ngược lại, nếu sử dụng người vô tội làm công cụ trốn thoát, dĩ nhiên rằng nó sẽ thú vị hơn rất nhiều khi chúng ta có thể tự do sáng tạo nên nhiều cách tiếp cận hơn với nhiệm vụ phải không? Và đó là toàn bộ về top 10 tựa game mà bạn sẽ trở nên ngầu hơn nhiều nếu vào vai phản diện. Nói thật chứ nhiều tựa game mà chúng mình chơi bắt phải ăn chay thì lại khó gần chết, mà chết nhiều thì lại mất hay phải không các anh em? Cảm nghĩ của các anh em thế nào về top 10 của Boss Game? Hay anh em có đề xuất gì khác ngoài danh sách trên? Hãy để lại cho chúng mình biết ở bên dưới phần bình luận nhé! Và nếu thấy video này hay thì đừng quên like và subscribe cho Boss Game để chúng mình có thể gửi tới anh em những video thú vị tiếp theo nhé! Bye bye!